ở nhà làm vườn nuôi lợn, Hoài Linh cũng hốt bạc ra sao. Hoài Linh trở thành nghệ sĩ hiếm hoi của showbiz Việt, giành được nút vàng của YouTube chỉ sau hơn 2 tháng tham gia mạng xã hội này với kênh YouTube mang tên mình Nguyễn Võ Hoài Linh. Đáng nói, anh đạt thành tích này khi chỉ đăng tải đúng 17 clip khá đơn giản. Được biết đến với hình ảnh một người nghệ sĩ giản dị, bình dân nên các clip của Hoài Linh cũng cho thấy đúng yếu tố như thế anh chỉ ghi lại những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường, nói dăm ba điều chia sẻ ngoài đời. Bước ra khỏi ánh đèn sân khấu là một hoài linh mộc mạc bình dân, cũng dọn cống rãnh, rửa chuồng lợn, xuống ao bắt cá nhổ cỏ. Các clip của anh cũng quay đơn giản bằng điện thoại, không can kè góc máy, không quá kỹ thuật. Bên cạnh danh tiếng của mình, có lẽ chính sự khác xa so với vlog của đa số nghệ sĩ Việt trong showbiz, nên mạng xã hội của Hoài Linh lúc nào cũng nhộn nhịp kẻ like người bình luận. Mỗi video ảnh đăng tải luôn thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn lượt bình luận. Theo Blade, kênh YouTube của Hoài Linh khi bật chức năng kiếm tiền có thể kiếm được 1.600 USD đến 24.900 USD có nghĩa dù chỉ là ghi lại những khoảnh khắc đời thường đơn giản nhưng danh hài Hoài Linh cũng có thể hốt bạc với những video của mình. Điều này cho thấy sức hút của anh lớn tới mức nào. Không chỉ trên kênh YouTube, kênh TikTok của nam danh hài cũng hot không kém khi anh đạt 4,2 triệu lượt theo dõi chỉ sau hơn 2 tháng mở kênh cũng như YouTube, các sản phẩm video mà nam danh hài làm trên TikTok cũng đơn giản, không cầu kỳ và luôn thu hút hàng triệu đến hàng chục triệu lượt xem. Đây là con số mà nhiều nghệ sĩ ảo ước, dù họ phải đầu tư khá nhiều cho các sản phẩm vlog giải trí của mình. I'm so